Alo, cuộc sống về hưu xin thân mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay hội tuổi vàng ở thành phố Calgary, tỉnh Alberta của Canada xin tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đó các bạn. Thì sinh nhật của những hội viên trong hội tuổi vàng quý 4. Quý 1 là tháng 1, tháng 2, tháng 3, quý 2 là tháng 4, tháng 5, tháng 6, quý 3 là tháng 7, tháng 8, tháng 9, đây là quý 4, quý 4 là tháng 10, tháng 11, tháng 12, và cũng là một ngày lễ Remember Day của Canada. Thì hội bữa nay tổ chức sinh nhật cho hội viên quý 4, rồi nữa lại là để tưởng niệm các chiến sĩ của Canada đã trận vong vì đất nước để cho người dân có cuộc sống bình an. Thì hôm nay tất cả mọi người trên ngực áo sẽ đeo một cái hoa màu hồng để tưởng nhớ các chiến sĩ đó các bạn. Đó. Thì cái buổi tiệc hôm nay đó thì ngoài những cái sinh hoạt hàng tuần thì có một cái bữa ăn trưa, rồi mọi người sẽ tưởng niệm và ca một bài ca quốc ca của Canada đó các bạn. Ở đây bây giờ thì cái người mà mặc áo đen đang lung khung đó là cái Dung. Dung là những cái buổi tiệc nào Dung cũng phụ trách vấn đề mà trang trí cho cái bữa tiệc đó các bạn. Thì hôm nay Dung, ông xã mình và tất cả mọi người cũng giúp sức với nhau để mà trang trí cho nó, nhìn cho nó hơi đẹp mắt chút xíu đó các bạn. Còn đây là anh Lâm, mấy anh là lo về ban nhạc. Hôm nay thì hội coi như là đến có khoảng chừng 60 người đó các bạn. Một chút xíu nữa là mấy người phụ nữ là sẽ thay mặc áo dài. Còn đây là trong nhà bếp. Nhà bếp thì mấy chị coi như bữa nay thì cũng có khoảng chừng 12, tổng cộng là 12, 13 chị là phụ nấu ăn đó các bạn. Thì mỗi người mang món. Riêng mình bữa nay thì mình nấu chè đậu trắng đó, vô cho mọi người chung vui đó. Mấy chị ở nhà bếp, mấy chị đang làm đó. Hôm nay là đây là trang trí có lá cờ Canada đó các bạn. Những cái bông đỏ đó là tượng trưng cho mình tưởng nhớ tới các chiến sĩ đó các bạn. Ok, đây là hội tuổi vàng. Rồi, mấy bên này là trang trí cho sinh nhật hội tuổi vàng quý 4. Bây giờ ban nhạc đang chuẩn bị để mà tập ca cái bài quốc ca đó các bạn. Đang tập hát cái bài Dòng An Giang đó các bạn.
từ từ mai, không vô ngồi đi. Em chụp rồi. Đã tự chụp trong chiến tranh thứ nhất, nhưng sau đó là Canada tiếp tục giữ để tưởng niệm tất cả các chiến sĩ đã hy sinh trong thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ của Canada. Riêng đó chúng ta sẽ tưởng nhớ lại những đồng bào của chúng ta đã hy sinh trên đường vượt biển tự do trên tự do. Và trong cái ngày hôm nay, tôi cũng xin đặc biệt tưởng nhớ lại một người nghệ sĩ trong ban nhạc của tuổi vàng là anh Yến. Xin quý vị 2 phút mặc niệm bắt đầu. Bây giờ các chị đang múc chè ra. Bữa nay có 2 món chè các bạn. Nó một là món chè đậu trắng. Một là món chè đậu trắng, 2 là món chè. Chè này chè. Chè gì? Cái này chè gì chị hả? Dạ vô. Chè gì? Múc chè gì? Hỏi. Chị nữ đi. Còn đây bên đây là bánh hỏi rau. Cái này là noodle Hàn Quốc. Còn cái này là gỏi. Rồi bánh mì bên kia. Này bánh mì nước mắm, bánh phồng tôm. Heo quay thì ông xã mình đi lấy heo quay rồi chưa có về tới các bạn. Đó. Rồi, đồ ăn phong phú lắm. Trong chưa lùi ra. Quay lại. Chưa, chụp nguyên người đi. Có màu trắng đó, sao nó không nhảy? Màu trắng tròn đó. Ở ngay trên đầu máy đó. Ngay trên đầu máy đó cô. Đưa đây. Wow, bánh birthday, bánh birthday của quý 4 của hội tuổi vàng đẹp quá các bạn ơi. Đó. Rồi, 1, 2, 3. Thủy dầm đây luôn, 1, 2, 3. Cái bánh sinh nhật đẹp quá. Đó. Bánh sinh nhật rất là đẹp đó các bạn. Trong chiến tranh, trong vượt biên,
Bây giờ các chị đang sắp hàng để lấy đồ ăn, tại vì tới giờ trưa, tới giờ ăn rồi đó các bạn. Rồi tới giờ ăn rồi, mỗi một người đó, một người một dĩa. Một dĩa này là ăn no quá chừng luôn, ăn không hết nữa các bạn. Chị Bảnh cắt bánh sinh nhật ra cho mọi người nè các bạn. Cái bánh rau câu này của người bạn làm giờ đẹp, khéo tay đẹp mà ngon lắm các bạn. Làm nước dừa nhiều, sầu riêng thì sầu riêng nhiều, sầu riêng tươi. Chào anh Long. Bây giờ các anh các chị mọi người đang ăn ngon. Ngon quá chừng đó các bạn. Ăn xong rồi nhảy đầm. Ăn xong rồi nghỉ ngơi chút xíu rồi tới cái màn nhảy đầm. Những cái buổi mà có ăn như vậy thì bận rộn lắm các bạn, thành ra cũng không có tập thể dục dưỡng sinh. Chào anh Liệt. Bảnh ơi chị Bảnh, để em cắt chị. Nếu mà nhà nước em ăn luôn luôn nó không thành. Sau mấy tiếng đồng hồ sinh hoạt của hội chủ vàng thì bây giờ đã ăn uống xong hết. Bây giờ các anh chị đang phụ với nhau để mà dọn dẹp đó các bạn. Trước khi mình ra về là cái hội trường này mình phải liên dọn sạch sẽ hết. Tại vì hội trường này là của hội chủ vàng mướn đó các bạn đó. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ chia sẻ với các bạn với những video sau. Những video mà của hội tuổi vàng, hội cao niên, rồi những cái chuyến mà đi du lịch. Mình mến chúc các bạn luôn vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.